Thưa quý vị và các bạn, thành phố Huế xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nghiên cứu các mô hình hay, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện định hướng của thành phố Huế, Hợp tác xã Nông nghiệp Tây An, phường An Hòa đã xây dựng thành công mô hình ứng dụng công nghệ cao để trồng dưa lê, lai dưa lưới trên đất lúa kém hiệu quả, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và mở ra nhiều triển vọng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Với diện tích 1.200 m2 đất sản xuất lúa kém hiệu quả, được sự hỗ trợ của Hợp tác xã Nông nghiệp Tây An, từ tháng 6 năm 2021 đến nay, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lý đã mạnh dạn đầu tư đưa vào sản xuất được 3 vụ dưa lê, lai dưa lưới, giống VA-75 Nhật Bản, với số lượng 2.000 cây một vụ. Trong đó, khu vực trong nhà màng là 1.200 cây và ngoài nhà màng là 800 cây. Qua 3 vụ sản xuất, hiệu quả kinh tế mang lại gấp 10 lần so với trồng lúa, sản lượng đạt 3,6 đến 4 tấn một vụ, với giá bán 30.000 đồng 1 kg sẽ mang doanh thu gần 110 triệu đồng một vụ. Trừ mọi khoản chi phí, lợi nhuận mang lại gần 60 triệu đồng một vụ. Song ưu điểm vượt trội của mô hình là người nông dân đã làm quen và tiếp cận được với công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình làm cái dưa lê này là công nghệ cao thì tôi thấy cái quá trình mà chăm sóc thì cũng đỡ rất là nhiều, là vì cái có tưới nhỏ giọt và làm về công nghệ tưới hết rồi, còn chúng tôi chỉ có là đi chăm sóc hàng ngày trên cái dưa mà thôi. Qua 3 vụ sản xuất thì chúng tôi thấy là năng suất bình quân là chúng tôi ở đây là để lại là ở trong nhà lưới là một cây là để lại một quả, và ở ngoài thì là một cây là để lại 3 quả, và năng suất bình quân là trung bình là 1 kg trên một quả, thì năng suất một vụ là thu hoạch được là khoảng là 3.600 kg, với giá bán là khoảng 30.000 đồng một kg, thì doanh thu là có thể thu nhập là khoảng là 108 triệu đồng trên một vụ, và sau khi trừ chi phí thì lợi nhuận thu được là khoảng gần 60 triệu đồng trên một vụ. Giống dưa VA-75 của Nhật Bản là giống dưa lê, là dưa lưới, vừa có vị ngọt, hương thơm, độ giòn của dưa lưới và vị thanh của dưa lê, nên phù hợp với khẩu vị của người Huế hơn so với các giống dưa lưới bán trên thị trường hiện nay. Thời vụ có thể trồng từ tháng 2 đến tháng 9 hàng năm. Hợp tác xã Nông nghiệp Tây An đã xây dựng quy trình để giúp người nông dân triển khai thực hiện một cách bài bản, khoa học, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong quá trình trồng và chăm sóc, nhất là công nghệ tưới nhỏ giọt nước và phân bón thông qua hệ thống điều khiển. Sau 3 vụ sản xuất thì dự án là mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, và cái quy trình mà sản xuất là phù hợp với tập quán canh tác của người nông dân, và cái khả năng nhân rộng của mô hình là rất là cao, và chúng tôi thấy là cái dự án là có cái hiệu quả xã hội rất là lớn, tạo tiền đề để phát triển cái ngành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cũng như là nông nghiệp đô thị, phù hợp với cái định hướng phát triển của thành phố trong tương lai. Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chủ trương chính sách phát triển ngành nông nghiệp, nhất là các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật và các giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân và thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu toàn diện ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Việc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất dưa lê, là dưa lưới là nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân, tạo sản phẩm mới phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Đồng thời đây là cơ sở để nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp vùng ven đô theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái. Qua triển khai thì bước đầu nhận thấy thì cái mô hình là có nhiều triển vọng. Về năng suất thì một sào thì ước khoảng độ là 1,5 tấn trên một sào, và lãi ròng tính ra dự kiến là khoảng độ 25 triệu trên một sào. Thì đây là một cái hướng đi nông nghiệp công nghệ cao đối với thành phố, và đối với những để cho tạo thu nhập cho bà con nông dân, và rất là triển vọng về có so với lúa thì nó tăng gấp nhiều lần hơn lúa nhiều. Mô hình chuyển đổi từ việc trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau củ quả đầu tiên trên địa bàn phường An Hòa, thành phố Huế có ứng dụng công nghệ cao đã góp phần thay đổi tập quán sản xuất của người nông dân đô thị. Thành công của mô hình sẽ tạo ra sản phẩm nông nghiệp đặc trưng cho địa phương. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra là thời tiết thay đổi thất thường gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Giống vật tư nhập từ ngoài tỉnh nên thiếu chủ động. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp cũng như thành phố Huế cần tạo điều kiện để nông dân tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ, phát triển nông nghiệp và nhân rộng mô hình. nâng cấp hệ thống thoát nước, tránh ngập úng khi sản xuất, cũng như hệ thống giao thông nội đồng để phát triển du lịch sinh thái, hỗ trợ hợp tác xã đăng ký thương hiệu nông sản cho địa phương.